Nó chuyển qua nghề này rồi hả? Có bơm nhà, làm bơm nhà. Bơm nhà. Ờ. Siêu rồi, cái lạ vậy nha. Bơm này bơm của Nhật không? Nhật à. 6 ngày rưỡi hả? 6 ngày rưỡi. Nhật thì đỡ chứ mà Trung Quốc này bơm cái này hao xăng dữ lắm. Trung Quốc mua cái máy 6 rưỡi cột xéo á, chạy ghe á. Trời ơi chạy chút xíu đứt lít. Chết luôn á. Giờ đó là chết, lỗ chết luôn. Nó không có lộ cả khúc nào cái chi dịch ha. Nó hút vô ha. Sao hả? Đứt tay hả? Tay mình á. Sao mình không làm như dưới thành phố là nắm rà thôi. Rà không nổi hả? Thấy cái mấy người ta Hòa Phú nó có làm á, nó làm nó khúc à, cũng nhỏ mà lú ra nó mới rạ được, mình đâu khỏi cần dục bùng vô. Sạch không? Vì cái sáng ta dục vô hả? Đầu bò này mua chả hay ai làm? Mua. Cái thằng gì ta, thằng gì Hòa Phú nó có làm đồ bò này, nó bơm cũng mạnh lắm. Thằng gì ta, thằng gì mà là có. Dũng này dám có tôm đó ông ta. Ờ, có bắt được con nào chưa? Có không? Ờ. Ủa giờ phải móc bùng sẵn vậy hả? Chứ không phải mình chạy rồi mình móc dục vô hả? Nhanh lắm hả? Ghê ta, cái máy tính là nhỏ nhỏ mà mạnh ghê ta. 6 người rưỡi à. Đồ bò lớn quá, cái ống á, ống lên bự gì thiệt chứ. Ủa quả như mới bán cái máy cho Lộc phải không? Nó cũng làm máy này nè. Nó nói bơm ngon lắm sao? Ờ sao bán ổn vậy? Trời ơi, có cái máy nó làm bơm bùng xuống chợ. Nó nước không hồi nó tàn cái gì nó bằng cái gì. Ờ nghe nói nó nói bơm làm bơm lần lấy nó vốn luôn à. Ghê ghê lớn không? Chiếc đỏ hả, chiếc mà chiếc đỏ, chiếc mua đỏ, chiếc đỏ hay trái dừa hả? Ừ, cái dừa.
Ừ. Ừ. Thon chạy. To thiệt chứ. Này mà chạy ra lớn lớn chút chắc mạnh lắm đó ta. Cứng lắm. Bùng lên cũng dữ chứ. Này phải đắp bờ quai ha. Ờ đắp vòng 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 bờ quai á. Vòng thì nó không tràn được. Để nó tràn. Bơm này vừa tốt lắm. Nhão rồi. Máy 6 ngựa rưỡi mà chạy ống bự thiệt chứ. Ống to ghê. Này tự chảy ra hỏi bằng gì. Chờ chờ chỗ đó thấp thấp á. Chỗ đó nó hơi thấp. Rồi giăng lên lại chỗ đó chắc được. Bơm này lẻ cái bồi tay biết nhiêu tiền đó, đây mà bồi hết vô đây mà bồi mướn giờ kìa. Mắc tốn. Đó, đúng rồi nó bằng tay mà bằng tính giờ bằng sao trời lâu lắm. Cái này lẻ lắm, nó bơm này mới hồi. Này hả? Dầu. Lẹ lắm này, rất lẹ, lời hơn không?
vậy hết ga chưa? Hết ga chưa? Chạy hết ga chưa? Ừ. Lên mạnh chứ. Không to lên mạnh chứ. Dưới cây à. Dưới cây là gì? Nước. Nước hả? Nước là bó bài. Cái máy này nó mua nhiêu? Máy Trung Quốc là triệu mấy? Ờ. Ừ, lỡ thiếu nước là sao? Thiếu nước bỏ bài, bỏ chạy, nó chậm rì, mà nó lên khỏi. Ở vậy đâu cho ai nhiều nước đâu. Đặt nắng thiếu nước à? Mình vậy được chưa? Được, đặt nữa càng tốt. Biết sao không, không có bà Giang bên kia chắc kêu ông bé Chính nó mời mốt thì kêu cũng làm cho ăn bữa về bữa mà anh chứ bê lại nó mưa tụt hết kêu ranh mặn ranh này chứ giờ để mà mốt tụt hết nó có chỗ đó thấp thôi nhưng mà chơi cao mà đó, nhiều dòng thấp. Đó là lấy cuốc dán chút vậy hả? Lấy cuốc dán chỗ thấp thấp đó thôi là được rồi. Cái đen đạp đem về ngoài này hả chứ thôi anh lên dán đó. Dán đó được rồi. Đó. Đó. Sợ nó càng hết. Còn mấy chỗ này cao hết rồi mà. Mày lấy không? Đặt yên toàn. Dạ. Kệ chừng nào chừng chứ đừng lỏng quá mai mốt nó trôi dũng hết cũng vậy hả? Bùng đây bà con ơi, rất là tiện lợi, rất là mau lẹ nha. Bùn rất là đặc các bạn, con bùn này đặc. Đây, đây là mấy mương nữa anh bò bùng lên nè. Đây này thì nó cũng phải bơm lên luôn hết nè. Cho nó vừa là nó tốt. Bến Tre là quê hương xứ dừa. Nhìn đâu cũng là dừa không. Dưới nữa vậy? Chạy vũng này chạy chục lít xăng không? Chứ rồi. Lỗ chó.
tao không? Đâu? Không có coi. Bự không? Đâu? Thôi, chụp hình cái. Ôi, tao nói là chịu là lắm sỉ nha. Có lắm 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 sỉ là ngon lành luôn. Tao làm quá là bự mà. Qua vừa luôn. Qua đây nhập. Chua, ở đây có ngò sẵn nè ha. Nè, có ngò, sùm ngò nè. Bỏ bao la ha. Bơm hồi cạn hết bắt chứ gì. Queo nước gì. Chứ cái dũng mà dũng lớn này có cá lóc nè. Không? Bơm bùn đặt chứ, này đặt dữ chứ. Bốc mà lắm ạ, à, như đó không? Khỏi à. Cái loại này bơm để bơm bùn khác, bơm nước khác phải không? Ờ, cũng giống nhau hả? Nó tắt nước lâu hơn. Ừ. Ít cánh hơn phải không? Ừ. Nước nó cánh nó cóp vô sâu hơn. Ừ. Mẹ cóp vô sâu quá thoải mái. Ừ, nó chơi không nổi. Hồi nãy tắt nước nó nước gì quá. Nước thì hỗ trợ hột nước.